Mừng các bác đang quay trở lại với kênh của Hoài An Audio nhá. Tiếp tục các video thì trong buổi tối ngày hôm nay, như theo lời hứa hẹn các bác, cả ngày hôm nay rất là nhiều và rất nhiều các bác đã hỏi đẩy của em có hàng xả hàng và giảm giá cực sốc. Nhưng hôm nay em nói luôn tất cả các bác này, có 5 con đẩy cực kỳ là đẹp luôn và chất lượng luôn. Với cái giá ngày hôm nay sẽ mức đưa giá từ 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7, 3 triệu. Đây là ngày hôm nay là những con đẩy chất lượng em giảm giá cho các bác giá cực sốc nhá, chứ không phải là thanh lý, các bác lấy nhớ như vậy. Nên rất mong các bác đầu video các bác vui vẻ cho Hoài An xin một nút like và đăng ký kênh nhá. Các bác nên nhớ là các bác phải cho em xin nút like và đăng ký kênh thì nó mới hiển thị video lên và thông báo về tất cả máy tất cả các bác nhá. Còn các bác không có nút like, không có đăng ký kênh thì nó sẽ không thông báo về đâu. Và rất nhiều các bác thông báo về sau thì nó sẽ bị chốt hàng mất rồi. Đấy nhá. Đây, đầu tiên giới thiệu các bác luôn này. Đây là một con đẩy nhá. Một con đẩy DA300. Một con đẩy DA300 mặt đẹp chưa? Sởi, quá đẹp luôn. Đây là một con đẩy 2 kênh 400W một kênh, các bác nhá. Đẩy DA300 hàng bãi nội địa Trung Quốc, hàng bao zin bao đẹp luôn nhá. Bao zin bao đẹp. Con này 400W một kênh, các bác nhìn như vậy, 400W một kênh. Bình thường 400W một kênh các bác mua ngoài tầm cỡ phải 2.7, 2.8. Đây, nhưng ngày hôm nay em sẽ giảm giá cực sốc cho các bác nào chốt nhanh nhá. Các bác nhắn tin cú pháp này. DA 300. Các bác chốt đẩy DA 300 này, giá 2 triệu bao ship. Nhắn tin cú pháp qua số điện thoại 0352 91099 nha. Các bác đánh một đôi full 30 thoải mái luôn. Em bao khẳng định các bác, một đôi full 30 đánh thoải mái luôn. Và chế độ bảo hành của con đẩy này 4 tháng cho tất cả anh em 2 triệu nha. Đây, còn tất cả những anh em nào mà ngày hôm nay có rất nhiều bác nói bảo là anh có bán đẩy không mà sao rẻ thế, anh câu like à? Nhưng không phải đâu, đấy tất cả anh em phải nhìn comment bên dưới anh em có chốt hàng hay không, nó là thực tế. Còn ngày hôm nay em về được 5 con đẩy, 5 mẫu đẩy, 5 giá khác nhau và giá sẽ giảm giá sập sàn cho tất cả anh em. 2 triệu con đẩy này các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại 0352 91099 nhá. Nhắn tin cú pháp đẩy DA 300, 2 triệu gửi qua số điện thoại 0352 91099. Ok nhá, sang mã tiếp theo nhá. Đấy, bác nào chốt nhanh thì còn nhá. Em nói là rất là nhanh, không cần phải giải thích nhiều dài dòng làm gì cả. Sang mã thứ hai này. Rồi. Sang mã thứ hai thì nó nhỉnh hơn 100.000. Đấy. Tất cả đẩy em đều có giá hết cho các bác rồi. Đây. Đây là một con đẩy rất là đẹp. Các bác nhìn thấy chưa? Các bác nhìn chưa? QS250. Đấy, đẩy 2 kênh. Thấy chưa? Đẩy 2 kênh. Con này cũng 400W một kênh. Nhưng mạch nó đẹp hơn và nó sạch sẽ hơn, mới hơn một chút thì sẽ hơn 100.000 nhá các bác nhá. Con này 400W một kênh này, các bác nhìn chưa, đẹp chưa? Con này chạy 8 sò nhưng 8 sò công suất đủ của nó nhá, 400W một kênh. Các bác nào chốt nhắn tin này QS250, nhắn tin cú pháp QS250, 2.100.000, em bao ship bảo hành 4 tháng nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán và đôi này đánh full 30 thoải mái luôn. Hàng các bác này nhìn còn đẹp này. Đây còn long lanh này, còn đẹp này. Xoài. 4 tháng bảo hành thì nó còn thời gian nó còn quá ít. Bảo hành hẳn 5 tháng đi cho nó chất, chơi nó phải chất đúng không? Các bác nhắn tin qua cú pháp này, gửi qua số điện thoại 0352 91099. 2.100.000, bác nào chốt nhanh con đẩy QS này nhá. QS 250. Đấy, em bán rất là nhanh, đến không dài dòng làm gì cả, đến đẩy thứ 3 nhá, đến dòng thứ 3 này. Con thứ ba thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Đây, con này. Chưa? Ok chưa? Các bác vui vẻ cho em xin nút like, mấy động lực em xả hàng cho các bác nhá. Và các bác là nên nhớ phải đăng ký kênh nhá. Đây, con này nó là con đẩy 2 kênh K2300. Tình trạng tất cả hoạt động bình thường, bao zin bao đẹp bên nội thất bên trong, bên ngoài thì nó tình trạng nó chỉ bị han này một tí thôi. Các bác về chỉ việc lấy giáp đánh nhẹ cái xong lấy mua loại sơn 25.000 một đen phơn. Phớt cái lại đẹp như mới luôn, được chưa? Đấy, còn con này tại sao 2.500.000? Con này nó 450 một kênh, các bác nhìn thấy chưa? Hoàn toàn nhiệt chất chưa? Chất chưa? Quá chất luôn. 450 một kênh, 4 tủ đồng nguồn, đấy, vỉ mạch cực kỳ chất rồi. Con này nguồn của nó to, 17cm. Các bác đánh một đôi full 30 thoải mái, em bao khẳng định bảo hành đúng 5 tháng nhá. Các bác là chốt nhắn tin cú pháp này, con đẩy K2300 này, còn tình trạng này em nói luôn rồi nhá. Nó bị xước sơn một tí này thôi, vỏ này thôi. Các bác mua về dây giáp mịn các bác đánh nhẹ thôi. Tình trạng nào quan điểm của em nó phải rõ ràng thẳng thắn, giá công khai nhá, không có mập mờ làm gì cả. Còn em biết nhất ai bán hàng mập mờ đấy. Giá công khai này,
tình trạng như nào nói luôn này, không tránh tình trạng về các bác nhận hàng nọ kia. Còn tất cả đây là các bác nhận hàng về kiểm tra test thanh toán trước khi thanh toán. Ok chưa? Xem đúng như video, còn nếu như sai như video các bác trả về cho em. Em chấp nhận trả tiền ship cho các bác như vậy. Ok. Các bác nhắn tin cú pháp này. Chốt K 2300 này, 2.500.000 gửi qua số điện thoại tin nhắn 0352910099 nhá. Ok, xong mã đẩy thứ 3 này, đến mã đẩy thứ 4. Mã đẩy thứ 4 nhanh luôn này. Đây. Đây, mã đẩy thứ 4 này. Đây là một con đẩy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn chưa? Chất chưa? MA550 nhá, đẹp toàn diện luôn. MA đẹp toàn diện luôn. Đẹp chưa? MA550. Được chưa? Đây. Con này chạy 12 sò. Công suất của nó 450W một kênh. 2.700.000, bởi vì con này nó rất là đẹp và rất là mới. Rất là đẹp, rất là mới. Đây là giá em xả hàng cho các bác rồi. Bình thường con đẩy mà 12 sò công suất 450W một kênh này các bác mua tầm cỡ phải 3.2 nhá. Nên em xả giá rồi, các bác đừng mặc cả, các bác mặc cả là em không bán đâu. Đây là giá xả rồi. Còn trên kênh của em là những mặt hàng em bán giá rất là tốt các bác. Nếu các bác nào mà đã mua hàng của em rồi thì cảm thấy cho xin like nhá. Và các bác một lời bình luận. Giá 2.700.000 bao ship bảo hành 4 tháng cho các bác nhá. Các bác chốt mã đẩy M550. MA550, 2.700.000 bao ship bảo hành 4 tháng nhá. Các bác nhắn tin cú pháp gửi qua số điện thoại 0352910099. Rất nhanh và gọn, nếu bác nào chốt mã nào thì các bác nghe xem hết video. Các bác nên nhớ các bác xem hết video, đừng có tua làm gì cả. Các bác xem video đến đâu, đến con đẩy nào thì bác chốt thì nó còn chính xác. Không tránh tình trạng các bác thế này thế nọ kia rất là mệt mỏi. Còn giá này em bán thì các bác đừng xin, các bác đừng mặc cả em không bán nữa nhá. Ok, tiếp tục còn mã đẩy cuối cùng. Đây. Mã đẩy cuối cùng. Đây là một con đẩy nắt. Con đẩy nắt DBD 1000B. Con này rất là khủng luôn. Đây các bác nhìn mặt đẹp chưa? Con này tất nhiên là nó phải giá 3 triệu rồi. Tại sao nó 3 triệu? Em sẽ giải thích cho các bác. Các bác ủng hộ cho Xuân Online nhá. Đây là một con đẩy thương hiệu của Lắc. DBD 100 à 1000B. Con này nó là 700W một kênh. À các bác nhìn này, 700W một kênh này. Chạy mạch class H. Chạy mạch class H. Con này tại sao class H em giải thích luôn. Nó là hiệu công suất của công năng, tính công suất nó lên cực cao luôn. Rất là khỏe và độ nhạy rất cao. Tiếng rất sạch sẽ. Đây nguồn của nó to, một tay nắm đẫy rồi. Chạy 2 4 6 8 tụ đầu nguồn. Con này bao các bác đánh một đôi full 30, một đôi là làm bát 25 thoải mái luôn nhá. 700W một kênh. Và tại vì sao nó rất đẹp? Bình thường con này các bác không bao giờ mua dưới 3 triệu rưỡi nhá. Các bác không bao giờ mua dưới 3 triệu rưỡi, các bác cứ đi hỏi tất cả các cửa hàng. Một con đẩy 700W một kênh như này không bao giờ dưới 3 triệu rưỡi. Nhưng ngày hôm nay khi nào các bác hỏi chán thì các bác về đây. 3 triệu thì khi nào các bác hỏi chán thì các bác về đây thì nó đã là gần đậu bay rồi, mất rồi. 3 triệu em bao ship nha, bảo hành 4 tháng cho các bác nào chốt nhanh nhắn tin cú pháp. Chốt đẩy Lắc giá 3 triệu gửi qua số điện thoại 0352910099. Đến video em làm ngày hôm nay rất là ngắn gọn và rất nhanh, các bác nào chốt nhanh nhá thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Ok, chào tất cả anh em.